Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì mua bán xe cũ lại cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu xe bán tải Được rất nhiều bác quan tâm và cũng như là yêu cầu Thì em cập nhật đó là một chiếc xe Mazda BT50 Nhập khẩu Thái Lan, sản xuất là tháng 11 năm 2018 Xe có ngoại thất là màu ghi, nội thất ghế da, ghế là màu đen Làm bánh với quãng đường là hơn 60.000 km anh chị nhé Một chiếc xe rất đẹp Dẫn động cầu sau, một cầu các chi tiết của chiếc xe thì đơn vị cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Chiếc xe này thì được chủ xe đi mua từ mới nên rất giữ gìn. Nốp vẫn còn nguyên theo xe, lốp sơ cua chưa hạ. Và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua Anh Vinh Auto 16 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội để có thể trải nghiệm. Đấy chiếc xe này chủ xe chở đồ rất là nhẹ lên cái phần thùng sau của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp anh chị nhá gần như không có chở gì nên cái phần thùng sau nó không hề có hiện tượng xước xác những cái phần vạch sơn của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên Đấy, chất lượng của thùng rất đẹp à, em sẽ mời các bác cùng đi tham quan chi tiết cụ thể hơn nữa ở phần nội thất của chiếc xe để đánh giá tổng quan hơn kỹ hơn về chiếc xe này xem nó có bị thay thế tháo rỡ cái gì không nội thất đây các bác có thể thấy từ những cái phần tay nắm cửa rồi những cái phim bấm rất đẹp ạ à. nội thất thì trang bị nội thất ghế da màu đen có trang bị bệ tỉ tay hàng ghế thứ hai không gian thì rộng rãi cho ba người ngồi và đây là những cái chi tiết về phần kính lái do cái không gian nó hẹp nên em không được góc rộng nên anh chị và các bạn thông cảm giúp em còn nếu các bác là cần xem chi tiết cụ thể hơn hãy liên hệ em em sẽ quay chi tiết gửi đến cho các bác những phần giả da nhựa giả da trông rất là vẫn còn rất là đẹp vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi là màn hình giải trí các chế độ điều hòa các bác có thể thấy đây là phiên bản 2.2 máy dầu số tự động một cầu hiện đang được đơn vị đương giao bán với mức giá là 565 triệu còn thương lượng. Nếu anh chị và các bạn là yêu thích về mẫu bán tải PT50 nhập khẩu Thái Lan này thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ cũng như là các ưu đãi từ cửa hàng về các thủ tục sang tên di chuyển và có hỗ trợ trả góp đến tới 70% giá trị xe. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Xe có như nào em quay như vậy nếu các bác nào cảm thấy ưng ý với chiếc xe này thì hãy liên hệ em và ủng hộ em. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị và các bạn bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như là nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.